Tròn bổn phận để ngày sau khi gặp lại ta sẽ yên vui mà không bị sai lướt trong lòng. Tự Lăng ơi, anh nói tiên tiện đưa em mà sao lòng đau buốt, ai biết cho đây ngày sau còn có được vui. Một phần một con đường vậy hãy cố gắng mà đi, đường phía trước mịt mù gió bụi, ngoảnh lại nhìn người đã xa bước chân mây, đã làm phận gió mưa xa biết đâu đại ca hoặc xa xuống đồng. Từ đây xa cách nhớ nhung em về phương ấy, anh mong đợi chờ chờ nhau trong mộng thâu cánh, vì đâu mà mong trở thành mây bay. Tử Lăng, Tử Lăng, Sĩ Liêm chẳng gì ai cả, số phận thôi. Lại số phận, lại định mệnh, thì cứ tạm tin như vậy đi để mà sống, khi sức con người ta bất lực. Vĩnh biệt em, Tử Lăng. Sao lại vĩnh biệt anh hai? Mình còn có thể gặp lại, mà có điều trong một tư thế khác thôi. Sĩ Liêm ơi, hãy hiểu cho em, nói xa anh mà lòng em cũng chết lặng, nỗi đau này to lớn lắm Sĩ Liêm ơi. Sao ông nói cái gì? Tôi đã không nghe lầm chứ? Phải, tôi mong rằng bà nghe đúng. Chắc tôi điên lên mất, không thể nào hiểu nổi ông nữa. Chú Hoàng, chú nói nghiêm chỉnh chứ. Anh chị đã từng hứa là ủng hộ tôi việc này mà, bộ anh chị quên rồi sao? Dân, tôi nói nghiêm chỉnh đó. Chú sẽ gọi tôi bằng mẹ à? Thì có sao đâu. Trời ơi, Tử Lăng. Dạ. Con đồng ý hả Tử Lăng? Việc gì thưa má? Chú Hoàng vừa nói với má, với ba con là chú ấy xin hỏi cưới con, và con đã bằng lòng, đúng không? Dạ phải, con đã bằng lòng. Trời ơi, tôi khó chịu nổi cha con ông rồi. Chứ bà có hiểu nó bao giờ đâu mà bây giờ bà nói. Phải mà, ông hiểu nó, ông bằng lòng. Còn tôi... Má, má à, má hãy bình tĩnh một chút má. Theo con á thì... Tử Bình, theo con thì sao? Nhà này má chỉ còn có con thôi. Nếu như Tử Lăng, em con nó đã... À thôi thôi thôi, bây giờ thế này nghe. Nhà mình có 5 thành viên, biểu quyết đi cho nó dân chủ. Chú Hoàng, thông cảm cho tôi nha. Không có gì, rất cảm ơn anh. Biểu quyết cách nào? À thì chúng ta coi như tất cả là 5. Ý kiến của Tử Lăng cộng với tôi là 2 rồi. À, có nghĩa là 2 cha con ông đồng ý. Phải, bây giờ ta còn lại là 3, coi như bà phản đối phải không? Còn ý kiến của Tử Bình và Sĩ Liêm nữa. Tử Bình, con có ý kiến đi con. Còn phản đối hay còn tán thành? Ý của con á thì giống má vậy thôi. Như vậy là 2 tán thành, 2 phản đối. Giờ còn Sĩ Liêm. Anh cho ý kiến đi anh. Phải, Sĩ Liêm, con nói đi con. Con cũng phản đối như má chứ gì, phải không con? Dạ, thưa má, con thì... Con phản đối việc này phải không? Dạ không, thưa má, con bằng lòng. Trời ơi! Tử Bình, chúng mình đi em nhé. Dân, tùy anh.
Cuộc đời em là do anh mà. Tử Bình, con đi bây giờ sao? Má. Thưa ba má, con xin phép đưa Tử Bình về thăm mẹ con. Sĩ Liên, dạ, tùy con nha. Bây giờ con là người quyết định. Tử Bình, má, con hãy bảo trọng nghe con. Sĩ Liêm, dạ, cho má gửi gắm đứa con thân yêu nhất đời má cho con. Xin má an tâm, con sẽ hết lòng chăm lo cho Tử Bình để khỏi phụ lòng ba má và dì ba đây. Cảm ơn anh hai thật nhiều. Chúc anh chị hạnh phúc. Tạm biệt. Thưa ba má, con đi. Tạm biệt chú. Xin cho gửi gắm trọn đời. Hãy an tâm. Cảm ơn anh hai thật nhiều. Tử Bình, Tử Bình. Chú Hoàng ơi. Gì đó Tử Lăng? À, chú có muốn Lăng đổi cách xưng hô không? Hay để bao giờ tự nói đến Tử Lăng à? Cảm ơn chú. Chú Hoàng, bỗng nhiên bây giờ Tử Lăng muốn hát. Chú có muốn nghe Tử Lăng hát không? Đúng rồi, ngay bây giờ Tử Lăng sẽ hát cho chú nghe bài Hãy Ngủ Yên Tình Yêu. Từng ngày những yêu thương nào nề và đêm nay cô đơn đang tràn